Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn dự và trao quyết định. Theo đó, ông Lê Thế Nhân, trưởng phòng quản lý đô thị quận Liên Chiểu, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Ông Lê Thế Nhân, sinh năm 1980, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kiến trúc sư. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chúc mừng ông Lê Thế Nhân được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới và đề nghị ông Nhân tiếp tục phát huy năng lực sở trường công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo quận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, khơi dậy tiềm năng lợi thế địa phương, nhất là nhiều dự án trọng điểm đã và đang triển khai, xây dựng bộ mặt đô thị quận Liên Chiểu ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.